Lên tâm sự, tối nào cũng được vợ tắm cho mà vui sướng ngây ngất. Biết nguyên nhân, tôi lăn ra ngất. Tôi và Hà kết hôn gần một năm nay. Chúng tôi thống nhất chưa sinh con vội vì tôi còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Còn Hà thì thích có thêm thời gian son rỗi. Vợ tôi xinh xắn, duyên dáng. Tuy không phải là người hoàn hảo, nhưng lấy được cô ấy tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Bình thường trong những chuyện vợ chồng thầm kín, vợ tôi không mấy nồng nhiệt, cũng lười chiều chồng. Vợ tôi bảo chỉ có gái làm tiền thì mới óng nghẹo chiêu trò đủ kiểu. Còn các cô vợ chính chuyên đàng hoàng, tôi đừng có đòi hỏi quá nhiều như thế. Có lẽ vợ tôi nói không cũng không phải là không có lý do, thế nên tôi cũng không dám chê bai gì thêm nữa. Thế nhưng cỡ nửa tháng gần đây, cô ấy bỗng thay đổi chóng mặt. Ngày nào cô ấy đi làm về cũng rất sớm, cố gắng đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, nấu bữa tối toàn những món tôi thích. Khi tôi đi làm về đến nhà là cơm nước đã xong xuôi tươm tất. Vợ còn chuẩn bị sẵn cả nước ấm, chỉ chờ tôi về sẽ kéo chồng vào nhà tắm để tắm chung. Cô ấy thậm chí còn chuẩn bị cả tinh dầu, nến thơm, khiến cho không gian phòng tắm đủ say đắm và ngây ngất, giống như tôi đang đi ở quán vậy. Cũng không hiểu vợ tôi học ở đâu mấy cái chiêu massage khiến cho tôi cực kỳ hài lòng và đê mê. Có lúc vợ chồng tôi không chỉ tắm suông mà còn đổi gió với nhau luôn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo phải chiêu chồng kẻo mất người đàn ông tốt như tôi. Nghe vợ nói, tôi sướng cười tít cả mắt. Ngày nào vợ tôi cũng như vậy khiến tôi ngỡ rằng cuộc sống của mình đang giống như trên thiên đường. Cứ hết giờ làm việc, về nhà lại có vợ đẹp và quyến rũ chờ sẵn. Cơm ngon canh ngọt chu đáo, cô ấy còn ngọt ngào nũng nịu chiều chồng hết mực nữa. Thiết nghĩ mong ước khao khát của một người đàn ông cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng cho đến đêm vừa rồi, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của vợ với chị gái của cô ấy thì tôi chết nửa linh hồn. Nhận ra sự thay đổi của vợ gần đây cũng thực ra là đều có lý do. Nửa đêm ngủ dậy không thấy vợ đâu, tôi đi tìm thì thấy cô ấy ngồi trong bếp nói chuyện điện thoại. Chị làm thế nào xoay cho em được 20 triệu thôi cũng được, tạm trước thế đã. Tuần sau chồng em về quê nội cần tiền, em mà không đưa, anh ấy thì có mà lộ hết à? Anh ấy đuổi em về nhà mẹ đẻ mất, chị không thương em à? Chạy tiền cho em đi, vợ tôi nói gần như van xin. Tôi quá sốc đánh rơi cả điện thoại. Vợ quay lại biết tôi đã nghe hết cuộc điện thoại, cô ấy kinh hoàng mặt cắt không còn giọt máu giữa đêm. Bí mật mà cô ấy cố gắng che giấu cuối cùng cũng đã bị phơi bày. Trước khi cưới tôi có tích góp được một khoản tiền trị giá khoảng gần 3 tỷ. Tuy nhiên tôi không gửi ngân hàng vì lãi suất rất thấp, sợ mất giá mà mua vàng tích trữ. Số tiền đấy chưa đủ để mua một căn hộ mình mơ ước, thế nên tôi vẫn giữ lại. Cưới vợ về, tin yêu cô ấy nên tôi có đưa hết vàng cho vợ để giữ. Ngoài số vàng đó thì từ lúc cưới đến giờ, tiền lương hàng tháng của tôi cũng đưa cho vợ cầm để chi tiêu trong gia đình. Thừa thì cô ấy sẽ dành ra tiết kiệm. Thấy vợ ngoan ngoãn lại yêu mình nên bấy lâu nay tôi không đòi hỏi đến tiền. Mấy hôm trước tôi bảo tuần tới vợ sang tuần đưa cho mình 20 triệu để về quê nội có việc trong dòng họ. Cũng vì chuyện đó mà tôi mới nghe được cuộc điện thoại này. Trời đất như sụp đổ, biết vợ đã mang sạch số vàng cùng với tiền lương của chồng gần một năm nay cho chị gái vợ vay làm ăn. Thế nhưng bản thân chị gái và anh rể tôi cũng bị người ta lừa. Bây giờ không còn một xu nào trả cho vợ tôi cả. Thậm chí nhà họ còn cắm cả sổ đỏ vay tiền ngân hàng đầu tư phi vụ làm ăn thua lỗ này. Bây giờ mất sạch cũng đang lao đao và khốn đốn. Vợ quỳ dưới chân tôi khẩn thiết xin tha thứ. Cô ấy không muốn ly hôn, tôi muốn gì cô ấy cũng sẽ nghe theo. Tôi chết lặng cả người. Bao nhiêu năm sành dụng com cóp cả tuổi trẻ, làm việc không ngừng nghỉ, bây giờ chẳng còn lại gì cả. Cũng vì tin tưởng và yêu thương vợ, nghĩ rằng vợ chồng tiền nong không có gì phải giấu giếm với nhau. Nhưng chính cô ấy đưa tiền cho chị gái vay mà không hề bàn với tôi một nửa lời. Tôi đau đớn và tiếc nuối đến tan nát cả ruột. Chuyện lại quá sốc, tôi không thở nổi muốn ngất đi. Mấy đêm nay tôi chẳng ngủ được. Đừng nói chuyện tiền nong không quan trọng, nó là mồ hôi công sức tôi bỏ ra rất nhiều năm và cả tuổi trẻ của mình, mong ước có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ sau này. Bây giờ tôi phải làm sao? Ly hôn vợ cũng không lấy lại được tiền. Người ta đau đầu vì vợ ngoại tình, còn tôi đau đầu vì vợ biết đốt tiền. Bắt nợ nhà vợ thì họ hàng cũng tay trắng không còn gì.
tôi chẳng biết làm gì trong tình huống của mình nữa. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phong độ đến đâu mà làm những việc này thì phụ nữ họ cũng chẳng mất dép. Bạn đang chuẩn bị bước vào mối quan hệ với một người phụ nữ và rất mong muốn ghi được những điểm cộng trong mắt của nàng. Và nếu như bạn đang đứng trước những băn khoăn về việc nên làm gì và không nên làm gì trong buổi hẹn đầu tiên, thì cùng với chúng tôi điểm mặt nhanh những lý do hàng đầu khiến cho phái mạnh mất điểm trong mắt nàng trong buổi hẹn đầu tiên. Bởi vì dù ở lứa tuổi nào thì buổi hẹn đầu tiên bắt đầu trong một mối quan hệ mới cũng đều có chút khó khăn. Cũng có những người thành công mỹ mãn, nhưng cũng có những người bị gạch tên ngay sau những giây phút này. Hãy cùng với chúng tôi đến với những điều phụ nữ ghét cay ghét đắng nhất. Mà dù nếu như đàn ông có phong độ đẹp trai đến đâu mà làm những việc này thì chị em cũng chán nản. Điều đầu tiên đó là đến muộn. Không có một người phụ nữ nào thích chờ đợi cả, trong khi thực tế tất cả các nàng thường xuyên để người khác phải chờ đợi. Sự không công bằng này là một thực tế và phái nam cần phải chấp nhận đó. Nếu như ngay trong buổi hẹn đầu tiên mà bạn đã để người phụ nữ của mình phải chờ đợi thì sẽ bị quy kết cho rất nhiều tội trạng không thể tha thứ. Tốt nhất hãy đến sớm hơn khoảng 10 phút, vừa thể hiện được sự trân trọng, vừa thể hiện được rằng người phụ nữ này rất quan trọng trong lần hẹn hò này với bạn. Như thế thì người phụ nữ sẽ cảm giác mình được trân trọng hơn. Và đương nhiên, tình cảm và những thiện cảm cô ấy dành cho bạn cũng tăng lên đáng kể. Điều kinh kỵ thứ hai khi mà bạn gặp gỡ một người phụ nữ đó chính là đừng có tỏ ra một vẻ bề ngoài quá lôi thôi lếch thếch, thiếu gọn gàng và sạch sẽ. Nếu chọn một điều mà người phụ nữ ghét nhất thì đó chính là gặp phải một người đàn ông lôi thôi, luộm thuộm và kém thơm. Nếu như đây là lần hẹn hò đầu tiên thì hãy chắc chắn rằng bạn đang mặc một bộ quần áo thật gọn gàng, sạch sẽ, cắt tóc, cạo râu trước khi đến điểm hẹn. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đó là hình ảnh mà người ta sẽ nhớ mãi ở trong đầu. Phụ nữ họ rất chú ý tới những người đàn ông có vẻ bề ngoài ít nhất là cũng phải biết vệ sinh sạch sẽ. Nếu như bạn là một anh chàng yêu cuộc sống thoải mái, một tuần chỉ mặc đi mặc lại từ 1 đến 2 cái quần, thì cơ hội khiến cho các cô gái muốn hẹn hò lần sau với bạn rất ít. Đừng tin những lời đồn thổi rằng phụ nữ chỉ thích những anh chàng bừa bãi, nhếch nhác. Họ có thể thích những người đàn ông đẹp trai, hơi bụi bặm, nhưng khi ở gần những người đàn ông mà bẩn thỉu thì họ lại muốn lùi xa. Họ thích những anh chàng sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Hãy nhớ điều này nhé. Điều thứ ba mà nếu như bạn làm thì chị em phụ nữ chắc chắn cũng sẽ không gọi cho bạn lần thứ hai. Đó chính là khi mà bạn cứ tỏ ra quá gần gũi, quá thân mật và quá xuồng xã. Việc mình nông mới quen tỏ ra quá háo hức với đối tác, đó không bao giờ là một tín hiệu tốt cả. Người phụ nữ sẽ hiểu rằng bạn có thể đang có những hành động này như thể bạn muốn ăn tươi nhất sống họ, muốn đưa họ lên giường càng sớm càng tốt vậy. Nếu như bạn luôn là người nhìn sâu vào mắt phụ nữ ngay từ lần hẹn hò đầu tiên, nói với cô ấy rằng bạn không cảm thấy rung động với ai đặc biệt ngoài cô ấy. Với những lời nói đường mật như vậy thì tôi tin rằng không có nhiều người phụ nữ họ có thể không đặt dấu hỏi với câu nói này của bạn đâu. Mới đầu có thể là phụ nữ họ sẽ cảm thấy bạn là một người vô cùng tình cảm. Ngay cả đối với những người con gái thận trọng nhất thì có thể là họ vẫn dễ bị hiểu lầm trước những hành động kiểu này. Và nếu như bạn coi tình ái là một cuộc chơi đầy thú vị thì tất cả mọi hành động của bạn chỉ nhằm mục đích chiếm được cô ấy, cô ấy sẽ sớm nhận biết điều này. Và có thể như bạn không có mục đích ấy, nhưng có thể cô ấy cũng sẽ suy diễn đến điều như vậy. Những chàng trai thân mật quá sớm sẽ không bao giờ coi người phụ nữ là người bạn gái cuối cùng đâu. Nên hãy nhớ rằng thân mật hay gần gũi chỉ ở một mức độ vừa phải, bởi vì đây mới là lần các bạn gặp nhau đầu tiên. Và một vài các hành động khác thể hiện quá xuồng xã, ví dụ như là mới gặp đã muốn cầm tay, muốn sờ eo phụ nữ chẳng hạn. Một người đàn ông không được phép chạm vào người phụ nữ nếu như cô ấy chưa đồng ý. Điều này thì là một thực tế, bởi vì việc chạm vào người khác là một điều tối kỵ. Theo một nghĩa nào đó thì đặt cánh tay của người đàn ông chạm qua eo của một người phụ nữ không chỉ là một hành động khiếm nhã mà nó còn là một sự trêu chọc rõ ràng. Cho dù hành vi này là ngày xưa hay là kể cả bây giờ người ta có sống thoáng hơn thì đó vẫn là một hành động bị lên án. Nếu như hai người không phải là người yêu hay vợ chồng thì cả nam và nữ cũng nên giữ một khoảng cách nhất định trong lần gặp đầu tiên, đặc biệt là khi bạn đang muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy. Đừng tạo ra những cử chỉ, những hành động không đứng đắn như vậy. Nếu không thì
giống như là bạn đang thách thức người phụ nữ vậy. Hành động tiếp theo nữa mà tốt nhất là bạn cũng không nên làm khi đối diện với một người phụ nữ, đó chính là chỉ có khăng khăng nói về bản thân mình, sẽ không có gì dập tắt đi sự hứng thú của một người con gái nhanh hơn việc cứ tự tâng bốc mình lên mà không ngừng nghỉ. Dù là bạn có đẹp đến đâu đi chăng nữa, có giỏi giang đến mức nào, nhưng nếu bạn cứ chỉ thao thao bất tuyệt nói về những điểm tốt của bản thân mình thì tôi tin không có một người phụ nữ nào họ cảm thấy hứng thú nói chuyện cả. Một số ít những người đàn ông bị ám ảnh về chính mình. Thực chất thì điều này cho thấy là anh ta đang không tự tin về bản thân nên mới phải nói nhiều đến như vậy. Nếu như anh ta không có chủ đề nào khác hấp dẫn hơn ngoài việc nói về chính mình, và thế là sẽ không bao giờ có lần hẹn thứ hai. Hoặc là tệ hại hơn, đó là cũng đừng nói về người yêu cũ. Không có một người phụ nữ, một cô gái nào muốn phải chịu một buổi tối nghe chuyện về người yêu cũ của người đàn ông mà cô ấy đang tốn thời gian để đi hẹn hò cả. Ngoài ra điều này còn cho thấy là bạn chưa thể quên được người yêu cũ, và chẳng ai có hứng thú để mà đi với những cái người lằng nhằng trong tình cảm như thế này cả. Tương tự, nếu như bạn đã ly hôn, đừng nói về vợ cũ hay nói về gia đình cũ. Tất cả những chuyện đã qua, hãy nên để nó được trôi theo dòng thời gian, không nên đào bới lại, trừ khi đó là những chủ đề thật vui vẻ. Đồng ý hoặc chỉ trích tất cả những gì người phụ nữ nói trong cuộc hẹn cũng là một điều khiến chị em phụ nữ cũng chạy mất dép. Bạn có thể lịch sự tán đồng nhiều ý kiến của nàng, nhưng không phải là tất cả. Việc đồng ý tất cả những thứ cô ấy nói cũng không phải là một ý kiến hay. Nếu như cô ấy nói rằng bóng đá chỉ là môn thể thao ngu ngốc thì hãy mạnh dạn phản bác. Đôi khi cô ấy chỉ đang thử bạn thôi. Và nếu như bạn cứ gật đầu tất cả những gì cô ấy nói thì cô ấy sẽ nghĩ bạn là anh chàng không có chính kiến và chẳng có gì thú vị cả. Ngược lại cũng không nên chỉ trích tất cả những điều mà cô ấy đang đề cập. Đây là những anh chàng ghét mọi thứ về cuộc sống, và điều đó thường được thể hiện qua một cuộc hội thoại cực kỳ khó chịu. Cô ấy nói gì các bạn cũng phản bác. Bạn kể tất cả mọi điều mà bạn cảm thấy khó chịu về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về người này, người kia, về đồng nghiệp, rồi liên tục phân tích, liên tục chỉ trỏ, liên tục chỉ trích những người đó, những điều đó. Thì cho dù những điều bạn nói là có đúng đi chăng nữa, thì một người phụ nữ không bao giờ thích nghe về những điều đó cả. Cô ấy sẽ cảm giác bạn là một người ích kỷ, một người tiêu cực, hoặc là một người nhiều chuyện. Chính vì vậy hãy tránh những điều này nhé. Dùng điện thoại liên tục cũng là một điều mà các bạn không nên làm. Có thể bạn là một người rất bận rộn, nhưng nếu trong cuộc hẹn bạn cứ liên tục lôi điện thoại ra nhắn tin, nghe điện thoại, hoặc là tệ hơn là bạn sử dụng mạng xã hội, lướt Facebook, lướt TikTok, thì điều đó sẽ không nói gì được với cô ấy cả. Ngược lại là cô ấy cũng chẳng có chút ấn tượng gì với bạn, và thế là mọi kế hoạch đều đổ bể. Cô ấy gặp bạn là để nói chuyện, là để chia sẻ, chứ không phải là để bạn nhìn thấy cô ấy và cả hai nhìn thấy nhau sử dụng điện thoại. Cô ấy sẽ cảm thấy bạn hời hợt với cuộc hẹn này. Phụ nữ họ vốn tình cảm và luôn muốn người ở bên cạnh mình, cảm giác có sự gắn kết. Bạn có thể ngại ngùng hoặc là lơ đãng đôi lúc cũng được, không sao. Nhưng mà sự thờ ơ thì sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn khác. Nó khiến cho phái đẹp họ cảm thấy tổn thương, không được tôn trọng. Và họ không muốn đầu tư thêm một chút thời gian, một chút công sức nào cho mối quan hệ này với bạn nữa. Và đương nhiên, bạn cũng sẽ không bao giờ có cuộc hẹn lần thứ hai với cô ấy nữa. Và điều cuối cùng, điều tối kỵ trong cuộc hẹn đầu tiên với người phụ nữ, đó chính là đừng bao giờ chia đôi hóa đơn. Đây là một vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Có một số tranh cãi về vấn đề này liên quan đến khái niệm bình đẳng. Tuy vậy, ở một số nước châu Á, nam giới thường hay nhận trách nhiệm thanh toán hóa đơn đầu tiên. Tôi nghĩ đây là một điều nên làm. Dù cô ấy có đề nghị chia đôi thì bạn cũng nên lịch sự từ chối. Hào nhiệt một chút, bạn sẽ thu được những cái lợi khác lớn hơn rất nhiều. Đừng tỏ ra mình là một người đàn ông keo kiệt và quá sòng phẳng với người phụ nữ ngay trong lần hẹn hò đầu tiên. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng sự keo kiệt hay là buồn rầu của người đàn ông thường sẽ bộc lộ rất rõ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chia nhỏ hóa đơn một cách máy móc có thể cho thấy một thái độ tính toán, phớt lờ hoàn cảnh cá nhân và làm giảm niềm vui cho đi. Đương nhiên chúng tôi hiểu rằng trong tình yêu đúng nghĩa thì người nào cũng muốn cho đi nhiều hơn. Và đôi khi thì phụ nữ họ cũng vẫn có thể trả tiền cho cả hóa đơn nếu như hoàn cảnh góp phần quyết định. Lý tưởng của một mối quan hệ chính là sự quan tâm lẫn nhau, chứ không phải là bình đẳng ăn miếng trả miếng. Tôi không thể trả mà chính anh phải trả, không phải là như vậy. Nhưng mà những mối quan hệ mới được bắt đầu thì nên được nuôi dưỡng dựa trên sự tin tưởng và lòng tốt.
Sự bẽ bàng và lo ngại về tương lai của mối quan hệ này sẽ lập tức xảy ra khi một người quyết định cùng nhau trả hóa đơn trong buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn không cần phải thể hiện mình là một người đàn ông triệu phú khi mà trả tiền cho buổi hẹn này, và việc thanh toán thuộc về nam giới cũng không thể hiện sự chi phối về nữ quyền. Chỉ đơn giản là người phụ nữ họ muốn được ưu tiên trong buổi hẹn hò đầu tiên, bởi vì hành động này ít nhất cho thấy đối phương đang muốn chi tiền về họ. Các bạn thân mến, như vậy là trong video chỉ hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những điều mà người phụ nữ họ thực sự sẽ trừ điểm rất lớn nếu như người đàn ông mắc phải trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi hẹn hò đầy ý nghĩa và thành công rực rỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn còn có điểm gì không thích hay điểm gì muốn chia sẻ với chúng tôi hay không? Đừng quên để lại những chia sẻ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.